Tôi xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới, xin chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đến chia sẻ hoàn cảnh của em Hoan sống một mình và biệt lập cô bác ạ. Và hôm nay cháu Lực lên thì cũng có mua thêm cho em Hoan là hơn là 2 cân thịt cô bác nhé. Còn thịt này thì là hôm trước bác Chiêm ở bên bác Hà là có gửi cho cháu Lực là 700.000, và trong đó thì là cho cháu Lực là 200.000 kinh phí đổ xăng đi lại, còn 500.000 thì là mua thức ăn thực phẩm cho em Hoan. Lần trước cháu Lực lên thì cũng đã mua cho em Hoan là hơn là 2 cân thịt rồi cô bác ạ, và hôm nay cháu Lực tiếp tục là lên là mua cho em Hoan thêm là 2 cân thịt nữa. Thì là tổng cái số tiền mà cháu Lực chi là hôm trước cháu Lực là mua 2 cân thịt là hết là 230.000. Và hôm nay cháu Lực lên thì là thịt này là cháu Lực mua rẻ hơn một chút là 200.000 cô bác ạ. Thì tổng cộng cháu Lực đã chi đi hết là 430.000 rồi. Thì còn 70.000 còn lại thì để lần sau cháu Lực lên thì cháu Lực sẽ tiếp tục là mua những cái một số nhiều yếu phẩm cho em Hoan cô bác. Đấy, lời đầu tiên thì cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới bác Chiêm ở bên bác Hà rất là nhiều. Cảm ơn bác đã yêu quý em Hoan và gửi những cái phần quà, gửi những cái số tiền để cho cháu Lực mua thực phẩm cho em Hoan. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống dưới nhà của Hoan các bác nhé. Ở dưới kia thì cháu Lực nhìn thấy là có một em nhỏ đang phát cỏ, nhưng mà nhìn thấy từ xa thì là rất là giống em Hoan các bác ạ. Đây, đường đi xuống nhà Hoan thì khi mà xuống thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên là khá là nhiều lần rồi. Ở đây thì gọi là như là không phải là con đường đâu các bác. Ở đây thì gọi là đi theo cái khe suối đấy thôi. Cái này thì đến cái mùa mà nước lũ thì là lên khá là cao nữa. Cái cạnh đồng ruộng thì là bây giờ cũng đấy là lên khá là tốt rồi. Đợt mà cháu Lực lên thì thấy là bà với lại là Hoan là đang thu hoạch đấy, nhưng mà đây là không phải là bà ruột của Hoan đâu các bác nhé, là bà hàng xóm là Hoan là đi làm thuê thôi. Biết là họ đang phát cỏ này để làm gì đây. Rồi anh chào Hoan nhá. Đang phát cỏ à Hoan? Rồi Hoan cầm cái này đi, cầm thịt này đi treo kia một tí đi. Đấy, treo kia đi, một tí nữa xong một tí nữa ra thì tiếp tục là làm sau. Đấy, treo ở trong nhà đó, có khóa cửa không? Hoan này treo chỗ nào đấy? Ồ, thịt này tối Hoan làm mà thức ăn Hoan nhá. Nay lên là anh lại tiếp tục là mua cho Hoan là thêm là 2 cân nữa. Anh gửi cho Hoan là một cái mic này. Rồi. Cô chào con, các bà các cô chú ạ. Rồi, thế là hôm nay là Hoan là không đi đâu à? Dạ. Thế đang ở nhà làm gì? Đang cắt cỏ. Đang phát cỏ á? Dạ. À, thế đi. Này nhà của Hoan thì cũng nhiều cỏ quá rồi nhỉ. Hoan uống nước không? Khát nước không này? Vâng. Uống nước đấy. Này, vâng. Ra trong mắt để uống nước đấy. Đấy, uống nước ra xong vâng. Lại làm tiếp. Vâng. Hoan là sắp đi học đấy nhỉ Hoan nhỉ? Vâng. Để đây đi, để đây tí khắp thì mình lại tiếp tục uống. Ôi rồi, còn nhà của Hoan thì cái này là bị mọt ăn hết rồi Hoan. Vâng. Đấy là cuộn này là bị nghiêng khá là nhiều nữa rồi cô bác ạ. À. Hoan thì là ở một mình thôi, cho nên là một mình là khác ở nhà là làm cả. Cái con đường này thì là đi xuống nhà Hoan này, nhìn thấy là ở dưới cái phần này là hình như là Hoan đi lại thì ra là cỏ không có mọc mấy, nhưng mà ở phía bên này thì là cỏ mọc rất là nhiều. Hoan thì là cũng là một cái hoàn cảnh mới mà cháu Lực vừa mới ra chia sẻ. Trước kia thì là bạn Trình với lại là anh chị Trình cũng ra chia sẻ rồi các bác.
Đấy, nhưng mà cũng có một số là các bác mạnh thường quân thì cũng có gửi những phần quà tới cho cháu Lực, và cháu Lực là ra để mà chia sẻ hoàn cảnh của em Hoan thêm nhiều hơn nữa. Đấy, thì rất là mong là em Hoan sẽ được sự là đón nhận và yêu quý tất cả các bác anh chị. Em Hoan thì đến thời điểm hiện tại là cũng lớn hơn một chút rồi. Nếu mà nhớ độ tầm 3-4 năm về trước thì là em ấy bé hơn nó rất là nhiều. Cái chỗ đất này là có phải của nhà Hoan không? Có. Có à? Vâng. Nhà em thì từ đâu đến đâu đất đây? Đến đây. À, là từ cái chỗ mà em trồng khoai lang kia đúng không? Vâng. Hoan là không có cái con dao để mà phát cỏ kia à? Không ạ. Ồ. Thế lần sau Hoan là có muốn lấy con dao phát cỏ kia không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế để lần sau anh mua cho Hoan là một con dao phát cỏ nhá. Vâng. Đấy là con dao trên tay của Hoan cầm là con dao này là dao chặt thôi các bác ạ, chứ không phải là dao phát cỏ, cho nên là phát ra rất là khó. Mình thấy là bị rỉ hết rồi. Đấy, những lúc mà cháu Lực ghi hình thì là Hoan sẽ làm một mình, còn là những lúc mà cháu Lực không ghi hình được thì là cháu Lực sẽ phụ em Hoan. Cái cỏ này phát cũng khó đổ đấy nhờ. Vâng. Vì là con dao của Hoan là nó cũng cùn quá rồi. Phát ở nguyên chỗ này hay là phát xung quanh nhà nữa? Xung quanh nhà nữa. Ồ, thế là phát hết à? Vâng. Chỗ nào có cỏ là phát hết đúng không? Vâng. Xung quanh nhà mà để nhiều quả rậm rạp quá thì cũng dần đến là rắn rết là vào rất là nhiều. Ở phía trên này thì là cháu Lực nhìn thấy là Hoan là cũng trồng thêm là khoai lang nữa các bác này. Khoai lang thì là Hoan là trồng để mà ăn đấy. Không để làm canh này cũng như là xào mọi cái nhá. Ui, cái cỏ này cẩn thận Hoan nhá. Vâng. Cái cỏ này rất là sắc này các bác này, như kiểu dao lam đấy cỏ này. Này, ở đằng sau của Hoan thì các bác nhìn thấy là bức tường, trình tường này nứt khá là lớn rồi, đâu đó là tầm độ là 10 phân rồi. Ở phần bên trong này các bác nhá, bên trong thì là để bằng những cái cây cây này là cái cây tre các bác ạ, để làm cái phần như kiểu cái cỏ thay sát đấy. Ồ, đây cũng mọc nhiều cỏ đấy nhỉ? Vâng. Nhà Hoan thì còn thêm dao không? Có ạ. Có à? Vâng. Con dao trước anh mua cho đấy hả? Hay là dao như nào? Dao hướng trước anh em mua cho. À. Ở thời điểm này thì là Hoan là chưa đi học, cho nên là em lại ở nhà là nhiều hơn cô bác ạ. Thời điểm này ấy. Còn là mấy nữa mà đi học thì là em lại không có ở nhà là nhiều cả. Một tuần thì chỉ có về một lần thôi. Trên này có phải là cỏ của nhà Hoan không? Không ạ. Không ạ? Vâng. Hoan thì là một mình ở cô bác, thành ra là cũng không có nuôi thêm là con bò hay là con lợn gì cả. Tại vì là em ấy là không có tiền để mà mua nữa. Trước kia thì cũng có nuôi một con bò ấy, nhưng mà sau khi mà bố mất ấy thì cũng hình như là bán con bò để mà làm kinh phí, làm mà đám ma chay cho bố. Trên này là hôm nọ bị sạt à Hoan? Vâng. Ồ, thế là em hót đi rồi ở chỗ này ấy. Vâng ạ. À, lại đằng sau nhà thì đã bị sạt xuống này. Hoan chắc là vừa mới một mình là tự hót ra. Thời tiết nắng nắng như này thì phát cỏ thì tốt rồi nhỉ?
Vâng. Này thì là khô rồi thì đến mai lại gom ra đốt được rồi. Nhà hoa này thì có bao giờ mà rắn mà chui vào chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Ôi, ở đây nhiều quá này. Đấy, phía tường trước mặt của Hoan thì là đợt trước mà mưa nhiều quá cô bác, thành ra là khiến là cái tường này nó bị đổ rồi. Còn là phần là đằng sau nhà đấy thôi. Với mà trời mà cứ mưa mà bị xói mòn đấy là sẽ bị ảnh hưởng, tại vì là làm từ rất là lâu rồi đấy. Nó phải ngôi nhà phải là ngang tuổi Hoan rồi đấy. Một cậu bé mà năm nay mới chỉ có 11 tuổi thôi đấy, nhưng mà phải nói là cuộc sống bây giờ là hoàn toàn là tự lập hết cả, tự sinh là tự diệt ở một cái ngôi nhà mà phải nói là nhìn như kiểu là không có người ở đấy các bác ạ. Nhưng mà ở phía bên trong thì lại có một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ là 1 tuổi thôi và đang tự ở. Khoan thì thời gian nữa mấy nữa là đi học là sẽ một tuần là mới về nhà có một lần thôi, còn là những cái ngày thứ hai đến thứ bảy đúng không Hoan? Đến thứ chủ nhật. Đến chủ nhật á? Vâng. Thế là học từ thứ hai đến chủ nhật á? Thứ bảy. À, học từ thứ hai đến thứ bảy là vâng. là mình học đúng không? Vâng. Hoan thì có phải học chiều không? Không ạ. Không á? Thứ bảy không học. À, thứ bảy là không học chiều đúng không? Vâng. Thế là ngoài ra là những ngày là học chiều hết đúng không? Vâng. Có những lúc là Hon là có chia sẻ với cháu Lực rằng là thường thường là thứ bảy là em mới về là đi làm giúp với lại các chú các bác là hàng xóm ấy, để mà các chú các bác là đưa tiền, xong là còn dùng cái tiền đấy để mà đi học, xong là trang trải về cái phần học của em đấy. Ở đây thì các em thì là bây giờ thì hiện tại là vùng cao thì cũng được hỗ trợ là một cái phần rất là lớn, cho nên là đi học ấy chỉ có gọi là mua những cái dầu gội này, cũng như là xà phòng này, thêm là kem đánh răng nữa thôi. Đấy, mua một số là cái đồ mà vệ sinh cá nhân của các em, còn ăn uống này kia thì hầu như là được nhà trường là lo hết rồi. Những cái chỗ này thì là hôm nọ khi mà chưa làm cái phần ngăn lên này này cô bác này, thì Hoan là tận dụng lại chỗ này để mà để lấy lại chỗ này để mà đi lại. Đấy là xem là có rắn không nhá. Dạ. À, rắn thì có khi là nắng nó rất là phơi nắng đó các bác. Những ngày ẩm vừa qua thì hắn nó rắn là đang ở trong hang thôi. Còn những ngày nắng nắng như này là rắn rất là hay bò ra ngoài để mà phơi nắng này kia. Ôi, trong này thì có củi à? Vâng. À, trong này nó chắc là hứa ra được đấy nhỉ? Vâng. Cái cỏ này có phải cỏ của nhà em không? Cỏ của phải. Em không? Phải ạ. Phải á? Phải. Cái này thì chắc là hoa là cũng không có con trâu gì để con gì để ăn đấy các bác, cho nên là nhìn thấy là cỏ rất là già này. Cái cỏ này thì là em lấy để cho ai? Cỏ này nó mọc lên. Nó mọc lên à? Phải. Nhưng mà em cắt đi cho ai? Có phải có đem đi bán không? Có ạ, đi có. Bán cho các bác. À, bán cho các bác à? Vâng. Mỗi một bó em mang đi thì được bao nhiêu tiền? 25.000 ạ. À, được 25.000 á? Vâng. Cỏ này là tự trồng của bác ạ. Đấy, nhưng mà chắc là từ tức là Hoan là trước là cũng đi đâu lấy về để mà trồng thôi, nó mới lên như thế. Cái thường thường như thế là nếu cỏ dại này thì là người ta các bác là lấy cho bao nhiêu tiền một bó? Cỏ này này, đấy trước mặt em ấy. Cái này á. Ờ? 5.000. Được 5.000 á? Vâng. Những cái bó cỏ của Hoan đi lấy thì nó cũng bó nhỏ nên ra là các bác các chú đi trả công thì cũng rất là ít thôi, trả cho tiền công rất là ít thôi, hầu như là mua lại thì cũng không được bao nhiêu cả. Ôi, có phải sát không ấy? Đây.
Tấm bên này thì thấy là cũng bị mọt hết rồi các bác. À, bây giờ cháu lực mà đẩy đẩy cái là nó bị đung đưa rồi. Cái quả này thì gọi là quả gì Hoan có biết không? Hả? Quả này này. Quả. Có người, có ăn không? Có. Có à, ăn đúng không? Vâng. Thế tiếng phổ thông thì biết quả gì không? Vâng. Hả? À? Không biết à? Cái này là quả sổ nhá. Vâng. Cái quả này thì ăn khá là chua của bác à, quả này ấy. Có ai ra đây lấy ăn rồi chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Ừ. Cái này thì đem đi bán thì có ai mua không? Không ạ. Không ai mua à? Vâng. Anh ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Ấy, lấy chai nước vừa rồi anh cho ra uống. Ở trên này là vấn đề dơ mà Hoan. Vâng. Anh ngồi nghỉ ngơi xong rồi một tí nữa làm mà việc gì thì làm. Vâng. Hôm nay là Hoan có đi đâu làm mà công việc gì không hôm nay ấy? Vâng, không ạ. Cái chân của Hoan thì là đỡ hơn chưa? Rồi ạ. Rồi à? Thế đi lại được rồi đúng không? Dạ. Đi lại được rồi nhưng mà vẫn không có đi vào những cái chỗ mà gọi là người ta hay như kiểu có cái chỗ đấy có rác ấy, nếu có vi khuẩn nhiều nhá. Vâng. Với lại thêm là cái chỗ mà người ta để rơm ấy, mưa là mình đi vào đấy là cái đấy sẽ rất là bị nhanh nhiễm trùng lắm đấy. Dạ. Thế thì hôm nay là anh ra nhà Hoan ấy thì cũng lại tiếp tục là mua cho Hoan thêm là thịt nhá. Vâng. Cái tiền để mua thịt ấy thì là được bác Chiêm, là bác ở bên Bắc Hà. Vâng. Nhá. Vâng. Em có biết bác Hà đâu không? Không ạ. Không biết à? Vâng. Bác Hà thì cũng ở khá gần là chỗ anh em mình hiện tại đang ở thôi. Đâu đó là tầm độ là 40 đến 50 cây thôi. Đấy, bác thì cũng có theo dõi được rằng những cái thức phim anh chia sẻ về cái hoàn cảnh của em ấy. Thì đăng tải lên thì bác gửi cho em là số tiền là 500.000. À. Đợt trước anh vào thì mua cho Hoan là hơn đấy là hơn 22 cân thịt. Là hết là 230.000. Thế còn là đợt này thì anh lại mua cho Hoan thêm là 2 cân thịt nữa nhưng mà đợt này người ta lấy rẻ hơn là 100.000 một cân thôi. Và anh mua 2 cân là đi là 200.000. Là tổng cái số tiền mà bác ấy gửi cho em là 500.000 đấy thì anh đã chi đi là hết là 430.000 nhá. Thì còn là dư là 6.000. 6.000 à còn dư là 7.000. Thì là 70.000 em có mong muốn là mua cái gì không? Dạ. Mong không muốn ạ. Là mua cái gì? Không ạ. Không á? Dạ. Mấy nữa đi học thì kem đánh răng ở nhà thì cứ để ở nhà nhá. Dạ. Còn là đây nào, 70.000 anh sẽ mua cho Hoan là kem đánh răng này. Dầu rửa à không phải, kem đánh răng này. Xà phòng này. Thêm là dầu gội nhá. Nếu mà anh mua được nhiều thứ hơn thì anh sẽ mua nhá. Vâng. Đấy, thì cái đấy là mấy nữa anh sẽ mua cái phần quà của bác Chiêm là gửi tới cho em nhé. Vâng. Thì em gửi một lời cảm ơn cũng như là một lời chúc sức khỏe tới bác nhé. Vâng. Bác gửi cho em tiền để em có tiền sinh hoạt nhé. Vâng. Con cảm ơn bác Chiêm đã gửi cho con món quà. Và con cảm ơn ông con chúc ông có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn cho cuộc sống. Vâng. Đây là bà thôi không phải ông nhé. Vâng. Vâng. Bác thôi nhá, vâng. Gọi là bác là được, không phải ông nhá. Vâng. Là bác Chiêm, là bác gái nhá. Vâng. Rồi, thế thì cái thịt này ấy, thì là mấy một tí nữa em cắt bỏ ra nhá, chia thành từng bữa, xong là em để gửi lên cái tủ nhà chú nhá. Vâng. Và mỗi lần mà đem đi đem xuống ấy, thì là mỗi lần lấy xuống là một túm nhá. Vâng. Bây giờ thì là em ấy, nếu mà em làm cái thịt mà treo đây thì cũng sợ mèo là vào đúng không? Vâng. Vì nhà thì các bác nhìn thấy rằng là hở rất là nhiều, những cái mèo chó thì có thể là chui vào rất là dễ dàng. Cho nên là mỗi lần là anh lên thì anh cũng không có mua cho Hoan là nhiều đâu, chỉ mua tầm độ 1 cân đến 2 cân thôi. Hoan là xa cháu lực nhiều hơn, thành ra là cháu lực là mỗi lần mua thì là mua chỉ được mỗi lần mua xuống cho Hoan là tầm độ 2 cân. Thế thì cái khoản bây giờ em thì bao nhiêu lại tiếp tục bao nhiêu ngày nữa đi học biết không? Còn 5 ngày nữa. Còn 5 ngày đi học không? Vâng. Rồi thế thì 4 ngày sau để anh quay lại thì anh em mua những cái đồ đấy cho Hoan nhá. Vâng. Để cho em đi học nhá. Vâng. Thế lên trường thì có phải là đem cái hòm cái đi không? Không ạ. Không á? Vâng. Ở trường có hòm không? Không. Thế ở trường thì mình để những cái đồ đạc mình ở đâu? Để phòng.
Dự phòng là có bị mất không? Vâng. Không bị mất là đúng không? Vâng. Rồi. Thế thì Hoan thì buổi chiều nay thì có việc gì để làm nữa không? Em đi lấy nước ạ. À? Đi lấy nước à? Vâng. Đi nhà chú trên kia lấy đúng không? Vâng. Rồi thế thì đi lấy được. Mỗi lần đi lấy thì là lấy xô đi lấy à? Vâng. À. Thế đây có một cái xô với lại một cái thùng như à? Rồi Hoan xách cả hai cái đi đây. Xong rồi một tí nữa anh xuống anh cầm nó một cái. Dầu rửa bát này kia thì còn không? Còn ạ. Còn đúng không? Cái này là em mua về hay là các bác gửi lên cho? Các bác gửi lên cho. À, các bác gửi lên cho đúng không? Vâng. Thời tiết thì hiện tại là khá là nóng nhưng mà cũng dưới đó là tầm độ là 4 giờ chiều rồi các bác ạ. Vẫn dưới 3 giờ 4 giờ rồi. Hoan là đi là vẫn đi là cành nhắc một chút này. Trước thì Hoan là chia sẻ với lực rằng là em ấy bị đau chân. Cũng lắm một thuốc cho Hoan rồi. Cái này là ở cái khe suối này là em là ra đây tắm giặt đúng không? Như chỗ này ấy. Vâng. Thế là vào mùa đông thì mình tắm như nào? À, mùa đông à, em lấy nước đi đun sôi em tắm ạ. À. Thời tiết này là đi đâu làm gì là phải đội mũ vào Hoan nhá. Vâng. Không phải đi đầu trần đâu, đi đầu trần là dễ ý. À, say nắng lắm. Thế nếu mà em đi lấy củi thì đi tận đâu lấy? Rừng. Rừng á? À, đi đường nào? Đi đường này. À, đi đường này lên trên à? Vâng. Những cái nơi mà Hoan lấy nước để nấu cơm không á? Là thường thường là sẽ ra nhà chú ở trên này là lấy nước. Trong cái bể này có sạch không? Có ạ. Có à? Có. Bây giờ thì để xô to cho anh xách nhá. Vâng. Hoan là dùng cái chai nhựa cái để xách nhá. Mấy ngày một ngày thì Hoan đi xách bao nhiêu chuyến nước này để nấu cơm? Hai. Hả? Hai. Hai ngày hai à? Vâng. Đây là sách để bà Hoan nấu cơm cũng như là để uống nước đúng không? Vâng. Rồi Hoan sách cái này đi nhá, rồi cái xô kia đánh sách. Vâng. Rồi đi trước anh đi. Rồi xô kia đánh sách cho. Hoan từ đây lên trên rừng cái lấy củi thì có đi xa không? Có ạ. Mỗi lần đi lấy củi thì thường thường là đi mấy giờ đến mấy giờ về? Tầm 9 giờ đến 10 giờ. À, là đi cũng một tiếng rồi đúng không? Vâng. Hoan đi lấy củi như này thì cầm đeo điện thoại nhá. Không ạ. Nhưng mà có cầm không? Không ạ. Nhưng mà lần sau em đi là em phải cầm đeo điện thoại nhá. Nếu đâu mà có chuyện gì là còn biết gọi cho các anh nhá. Vâng. Lấy điện thoại đi để trong túi cực kỳ là chắc chắn nhá. Vâng. Không cần rơi đấy. Nếu không mà có điện thoại để mà liên lạc đi đến rừng mà gặp chuyện gì này cũng không có. À, gọi được thì đến lúc đấy là không biết tìm ở đâu đâu ấy. Cái cuộc sống hàng ngày của Hoan thì sẽ diễn ra là nếu mà ở nhà thì cũng chẳng có gì để làm cả cô bác ạ. Ngoài những cái việc mà nấu cơm như là giặt giũ. Quần áo của Hoan là treo ở đấy thôi à? Vâng. Hoan có cái móc quần áo không? Không ạ. Không á? Vâng. Thế lên trường thì em móc bằng cái gì? À đây có một cái.
Em để dành đi ra đấy trường. À, để dành đấy á? Vâng. Thế cái này là để dành đi trường à? Vâng. À, anh thấy là đây có một, à đây là vỏ thôi. Hết vâng. rồi. Vâng. Đây là cái gì đây? Đan. Đan à? Thế em lấy ra xem nào. Thế cái này là ai đan? Em đan ạ. Em đan à? Vâng. Cái này em định đan làm cái gì đây? Đan làm... cất cửa. Làm gì? Để làm cái này. Đâu, đâu, cái này. À, để làm những cái này đúng không? Vâng. Là cái khăn quàng cổ. Vâng. À. Thế là hết, bây giờ hết hết chỉ rồi à? Vâng. À, thế cất đi đi. Và những cái đồ đạc ở trong nhà của Hoan thì hầu như là được các bác gửi cho bạn Trình hay là anh chị Quyền làm để mua lên thôi. Vào trong nhà thì phải nói là không cần bật đèn thì cũng sáng các bác ạ. Buổi tối thì bóng đèn này còn sáng không? Có ạ. Vậy hầu như là ngôi nhà của Hoan thì những cái vách tường bên này của bác này thì đã bị là nứt hết rất là nhiều rồi. Cái này thì là nhà trung tướng nên là rất là dễ bị đổ với lại nứt. Đây là chặt củi để nấu cơm à? Vâng. Để nấu cơm à? Vâng. Củi này thì đi tận đâu lấy về? Đi lên rừng. Đi lên rừng lấy về á? Vâng. Ôi, chặt được không? Năm nay mới có 11 tuổi thôi các bác. Nhưng hầu như là cuộc sống của em là em sẽ tự lo hết. Không có người lớn để mà nâng niu và dạy bảo một chút nào cả. Hoàn là một cái hoàn cảnh là khá là đặc biệt. Cũng không có ở cùng ông, không có ở cùng bà. Cho nên là anh em chúng cháu sẽ lên thường xuyên để mà dạy bảo cho em Hoàn là nhiều hơn. Đấy, ngoài những cái thước phim mà chúng cháu chia sẻ lên thì sẽ có thêm là những cái bài học về phía những cái lúc mà không có ghi hình để mà chỉ dạy cho em Hoan đúng không bác? Hôm nay em mua thịt lên Hoan thì Hoan thì cũng để nói là để gửi ở nhà chú nên là một tí nữa sẽ để cho em Hoan cắt ra từng thành miếng nhỏ vừa một bữa em mới ăn xong để trên tủ lạnh. Phía bên gầm giường em mới ngủ thì hầu như là những cây cột này các bác này. Cột này thì có vẻ là rất là nhỏ, cột này những cái giường của em ngủ này cũng chỉ đâu đó là tầm độ 2-3 năm thì sẽ không có ngủ được nữa. Vì những cái cây mà em lấy về đấy thì là thường là bị mọt rất là nhanh. Cây đấy có vẻ cứng hơn nhỉ? Úi dồi, cẩn thận nhá. Cái này thì có phải trẻ làm đôi nữa không? Không ạ. Không à? Vâng. Ủa, cứng đấy nhở? Em chặt chéo chéo đi thì nó mới nhanh đấy được. Cái cây to kia thì một tí nữa để lại cho anh chặt cho. Vâng. Nhá, chặt những cây nhỏ luôn. Sẽ để cho Hoan chặt, còn cái nào mà cứng quá thì cho nó chặt cho hộ Hoan. Ôi, mỏi hết rồi nhỉ. Vâng. Nếu mà cứng quá thì để đấy nhá. Vâng. Chặt cho. Không phải cố làm gì cả. Nhưng mà ở đây là nếu mà như lúc mà chúng cháu không ở đấy cô bác ạ, nỗ lực với lại là hoa cải vàng hay là anh chị Cải Điền hay là những canh khác cũng lên chia sẻ đấy thì còn lên để mà giúp đỡ được em, chứ còn nếu mà như lúc mà em không ở thì hoàn toàn những công việc này là em sẽ là tự làm hết cả, không có một ai là giúp đỡ em ấy cả. Em phải chặt chéo chéo nhá thì nó mới đổ được. Cây thì có vẻ như là khá là cứng. Rồi ra nè, để anh xem nào.
Anh em này. Lấy cái cây nhỏ nhỏ ra chặt trước đi. Để cái to thì tổ tí ra để lại. Cái cây nào cần chặt thì chặt, còn cây nào không cần chặt thì thôi nhá. Vâng. Cái này lần sau là em... Ơi, đừng. Em đừng bổ trong nhà, không phải tí trong nhà là hỏng hết đấy. Cái này không chặt nữa thì cái đấy chặt được à? Chặt cái này. Chặt qua bên kia đi. Đối với lại Hoan thì là những công việc như này thì là quá là bình thường của Hoan rồi các bác ạ. Hầu như là tầm độ 3 đến 4 tuổi là em ấy đã tự làm công việc này rồi. Những lúc mà thời trước còn ở với mẹ thì là mẹ còn chỉ cho một chút nữa, nhưng mà bây giờ là mẹ cũng không có ở nữa rồi. Thực ra là một mình là như thế nào là cũng tự làm hết thôi. Ồ, bây giờ những cành to cái thì để lại một tí nữa anh chặt cho. Dạ. Cái to thì Hoan là có chặt hơn thì đánh chặt, chứ không phải là không chặt, không chứ không phải là không chặt được cô bác ạ. Cái đám mài đấy thì cất đi nhá, đừng để nó làm cái đâm đôi nhá. Dạ. Tức là củi là lấy để lên trên này à? Vâng. Cái giá này là khi mà củi tươi quá là để lên trên này cho nó khô, xong là đốt thì nó mới dễ dàng hơn một chút. Nên hầu như là nhà của Hoan thì nó bị những cái nào mà bị hỏng ấy thì là cái bàn tay của em Hoan là tự sửa, cho nên là làm cũng khá là như kiểu là buộc để tạm thời đâu bác, mà chắc chắn thì sẽ không có chắc chắn được. Hoa là nấu cơm luôn à hay là chiều tối mới nấu đấy? Nấu luôn. Hả? Nấu luôn. Nấu luôn á? À. À, thế là cũng nên chuẩn bị là đến giờ là nấu cơm à? Vâng. À. Thường thường là Hoa là tầm mấy giờ là Hoa đang nấu cơm? Tầm sắp trưa, 6 giờ. 6 giờ à? Vâng. À. À, củi này là lấy về để mà nấu cơm đúng không? Vâng. Để lên xuống phần dưới này này, trên kia nhiều quá thì nó đúng là mình đang nấu cơm là nó đổ vào người ấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Chặt ngắn quá nhỉ? Dạ. Những cái cây mà ngắn quá thì mình để lên trên cao, còn những cây là dài thì mình để dưới này. Chưa? Dạ. Để còn những cây to to cái thì để lại đi, một tí nữa anh giúp Hoan là làm sau. Những cành củi này thì những cành này làm sao mà còn đường nữa, Hoan này mọt hết rồi. Vâng. Này nó có kiểu như là Hoan là để xuống cái đất ấy cũng lâu năm quá rồi, thành ra là những cái khúc gỗ này là khóa hết thành sắp thành đất đến nơi rồi. Những cái xăm này Hoan để làm gì đấy? Nha. Dạ. Những cái xăm này để làm gì đấy? Để... nhóm bếp là đem vâng, gì? Nhóm bếp. À. Chiếu này thì là để dài ngủ đúng không? Chiếu này. Vâng. Cái bóng này cất lại để làm gì? Để khi nào có gì để đưa.
Khi nào là có đồ gì là để đúng không? Vâng. Em quét để vào trong bếp này à? Thì nó mới ấy. Để hay nó cũng là đất thôi mà. Để quét đi nhà, để quét ra ngoài. Quét ra ngoài. Nhà hoan thì là phần nền nhà là còn giải một chút xi này các bác này. Đó, nhưng mà xi này chắc là cũng giải mỏng sao, có những chỗ thì nhìn đã bị thủng rồi. Còn ra những cái phần bên này thì phải nói là bị những con kiến này là con gì đấy các bác tha. Thậm chí là đây còn mọc cả nấm này các bác ạ. Nhà hoan đấy, ở đây. Chỗ này là mọc cả nấm đấy này. Cột thì là bị là con một là làm tổ lên tận trên cao cao rồi. Đây, hôm nay thì cháu Đức là ra với Hoan đấy. Thì đáng lẽ là ở lại để mà ăn cơm với Hoan thêm một bữa nữa để cho Hoan là được vui hơn. Đấy, nhưng mà hiện tại thì cũng còn khá là sớm thì để Hoan nếu một tí nữa Hoan sẽ tự lấy thịt lên trên để mà cất. Đấy, còn đấy là cái thức phim hôm nay thì cháu Đức cũng xin được chia sẻ tại đây thôi cô bác ạ. Thì lời cuối cùng thì rất là mong Hoan sẽ được sự yêu quý của các bác. Hoan thì là một cậu bé mà nhìn vào mặt thì rất là hiền. Rồi anh. Rồi, được chưa? Dạ. Thế thì Hoan là bây giờ gửi một lời chào tạm biệt tới các dạ. Bạn nào. À, con chào các bác cô. Con chào các bà cô có chú ạ. Rồi, Hoan thử gửi một lời chúc xem nào, một lời chúc tới tất cả các bác rồi nào. Các ông bà rồi nào. Con chúc các bà các cô chú hứa có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Rồi. Đấy là sau Hoan thì là nói chuyện là Hoan là nói chậm chậm lại một chút nhá. Vâng. Cứ nói nhanh quá là các bác lớn tuổi rồi, thành ra là các bác sẽ không có nghe kịp đâu. Vâng. Hãy đi học là phải nói chuyện là từ từ nhá. Vâng. Lời cuối cùng thì cháu Lực cũng xin được là hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Vâng. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.